Bác năm xưa hôm nay vẫn âm vang, càng gần thắng lợi càng nhiều gian nan. Ý chí Việt Nam từng qua lửa thử vàng, cả nước đồng lòng ta tiến tới vinh quang. Không tập trung đông người, cầu trang vẫn nhớ đừng lời. Khoảng cách xứ không rời, người quân khai báo kịp thời. Cùng bước vào trận cuối, không chỉ thế mà thôi. Lâm quý vaccine toàn dân lập chiến công, miễn dịch cộng đồng COVID hắn diệt vong. Lời bác năm xưa hôm nay vẫn âm vang, càng gần thắng lợi càng nhiều gian nan. Ý chí Việt Nam từng qua lửa thử vàng, cả nước đồng lòng đã tiến tới vinh quang. Không tập trung đông người, cầu trang vẫn nhớ đừng lơi. Khoảng cách xứ không rời, đưa quân khai báo kịp thời. Cùng bước vào trận cuối, không chỉ thế mà thôi. Lâm quý vaccine toàn dân lập chiến công, miễn dịch cộng đồng COVID hắn diệt vong. Năm xưa hôm nay vẫn âm vang, càng gần thắng lợi càng nhiều gian nan. Ý chí Việt Nam từng qua lửa thử vàng, cả nước đồng lòng đã tiến tới vinh quang. Không tập trung đông người, cầu trang vẫn nhớ đừng lơi. Khoảng cách xứ không rời, người quân khai báo kịp thời. Cùng bước vào trận cuối, không chỉ thế mà thôi. Lâm quý vaccine toàn dân làm chiến công, miễn dịch cộng đồng COVID hắn diệt vong. Cùng bước vào trận cuối, không chỉ thế mà thôi. Lâm quý vaccine toàn dân làm chiến công, miễn dịch cộng đồng COVID hắn diệt vong. Lâm quý vaccine toàn dân làm chiến công, miễn dịch cộng đồng COVID.